vâng xin kính chào tất cả các bác đến với kênh youtube của tổng kho văn quân của em ngày hôm nay lời đầu tiên xin kính chúc tất cả các bác luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và nhiều niềm vui trong cuộc sống đến với em hôm nay em xin được phép được xả kho một số mặt hàng để thu hồi vốn và các bác nào đi qua kênh thì nhớ đăng ký kênh giúp em và ủng hộ kênh giúp em để có những sản phẩm từ giờ hoặc là sau này các bác có cần mua sản phẩm gì nhật bãi thì các bác cứ alo cho em rất là nhiều sản phẩm uh, chất lượng và giá cả rất là hợp lý phù hợp để gửi tới tất cả anh chị em cùng tất cả mọi người có rất là nhiều sản phẩm mùa thu mùa đông xuân hạ thu đông đều có quần áo các mùa và các cái sản phẩm bốn mùa đều uh, bên em đều cập nhật và liên tục cập nhật có rất là nhiều sản phẩm phục vụ các bác vào mùa đông hay mùa mùa thu nha các bác nhé giày dép quần áo và các cái sản phẩm gia đình đồ bếp đồ nấu ăn đồ lẩu đều có hết đấy thì hôm nay em sẽ xả kho một số cái mặt hàng để thu hồi vốn để thì các bác có thể là đoán xem một số cái mặt hàng đó từ Hết video hôm nay thì có những các mặt hàng xả kho để thu hồi vốn rất là giá rất là rẻ và rất là hợp lý để các bác lựa chọn. Có cả xe đạp nha các bác nhé, xe đạp Nhật bãi, xe đạp thì em mới về được chiếc xe đạp mà nội địa của Nhật và người Nhật sản xuất đấy các bác ạ, và rất là chất lượng luôn. Thì các bác nào mà cần xe đạp alo cho em ạ. Vâng, các bác nào cần, các bác nào cần uống chè ngon thì cứ alo cho em nhé kính mời các bác thưởng thức chè ngon ở, ở shop em và vâng. và bây giờ em sẽ đi trước tiên vào xe đạp đi các bác nhé đấy vâng xe đạp một chiếc xe đạp mà tại đây là một chiếc xe đạp made in japan cái này là người xe đạp của nhật rồi cái này là nội địa nhật luôn chỗ này là nội địa nhật các bác nhé sản xuất tại nhật và là thương hiệu của nhật luôn đây thương hiệu tại nhật đây các bác xem luôn cái cái xe của Nhật xe xe này là là, là nội địa thương hiệu của Nhật nhá. Đây các bác lên các bác đánh EA -a EA -a Fin. Đấy, Fin. Đấy, đây là một chiếc xe Nhật nội địa Nhật luôn. Thì màu rất đẹp. và vâng, màu này nó rất là khỏe khoắn các bác nhá. Cái màu đen này nó rất là khỏe khoắn, rất là khỏe khoắn nó là nguyên zin đấy và vâng. nguyên zin nguyên đai nguyên kiện này. em nó nhập tàu nó về như thế nào thì em nhập thế vậy vâng và vâng. tàu về thế nào thì em nhập thế vậy gọi là chỉ lau chùi cho nó khỏi cái bụi bụi bẩn bẩn thôi các nhá đấy cái cano yên này cái yên của nó này yên da này cái yên da nó còn nguyên bản này các bạn này yên da nó còn nguyên bản đấy các bác nhé đấy yên này yên này thì ngồi thì êm ngồi thì rất là êm nhưng mà nó quá, quá trình vận chuyển thì nó rách rồi các bác này nó rách mấy cái yên này. không vấn đề gì cả vẫn dùng tốt các bác nhé các bác bọc vào bọc vào các bác dùng tốt không có bác thay yên thay yên thì bên em có cái yên uh, yên xịn và yên êm nên các bác cứ alo cho em để em gửi còn có mẹ còn có ít thì em gửi ít, ít bọc ít thôi thì bây giờ em sẽ đi quay uh, tổng thể và chi tiết cho chiếc uh, xe Nhật này, xe Nhật đây gọi là xe Nhật. Rất đẹp, đây màu này là màu rất là khỏe khoắn các bác nhá. Cái màu đen thì bao giờ cũng được uh, được các bác cái uh, rất là ưa chuộng. Ưa chuộng và vâng, trên toàn thế giới, màu này nó rất là khỏe khỏe khoắn. Rất khỏe khoắn, đi rất là khỏe khoắn. Chiếc tay ngang. Chiếc này tay ngang. Và hệ thống của nó là cấu hình của nó là Shimano. Vâng, Shimano Nhật đấy. Shimano các bạn nhá Shimano này Tua này này Còn đây là SRAM Vâng Cái này là Các bác nhật bác cấu tạo cái bộ này là bộ có SRAM các bạn nhá SRAM Mỹ các bác Bộ SRAM Mỹ đây. SRAM Mỹ Rất chất lượng Còn đĩa của nó là đĩa Shimano Alip à, lip của nó là Alip Shimano Alip Shimano đùi và đùi đĩa của nó cũng là Shimano đây, các bác xem luôn Shimano đây ạ, đùi đĩa Shimano, gạt gạt đĩa Shimano. Đấy. Và hệ thống phanh của nó sẽ dùng phanh cái này hệ thống phanh của nó đây phanh phanh vành phanh vành đô uh, Tetaro thì các bác biết là Tetaro là thương hiệu mà phanh hàng đầu thế giới. Vâng, Tetaro thì hơi đắt tiền luôn thì các bác. Ạ. Vâng, phanh Tetaro thì đắt tiền lắm. Phanh Tetaro là thương hiệu nổi tiếng đại, của thế giới đấy. Ạ. Vâng. Đây là Nhật thì sử dụng phanh của Đài Loan. Phanh Tetaro là thương hiệu hàng đầu của tại Đài Loan các bác. Ạ. Vâng, Đài Loan đây. Đấy, chiếc xe này là Nhật, xe Nhật hệ thống phanh này. Đấy, phanh này. Phanh của nó là techtaro này. Đấy. Tektro này hơi bị nổi tiếng luôn các bác hơi bị xịn luôn, đắt tiền luôn các Và hệ thống của nó là chuyển số này. À, chuyển lip này. Đấy, nó là Shimano. Shimano. Đấy. cái uh, phần về phần tay nắm này thì nó là nguyên zin nhưng mà nó đã bị chảy xước hỏng rồi tay nắm này nó nó nguyên zin nhưng mà nó chảy xước hỏng rồi thì các bác uh, nào mà mua xe thì em sẽ thay cho bộ tay nắm này em sẽ thay cái bộ tay nắm này các bác nhé đấy thay thay bộ tay nắm mà các bác yêu cầu để nguyên zin như này thì cũng được còn không thì em sẽ thay cho cái bộ tay nắm này ghi đông bô tang là hợp kim nhôm các bác nhé À, Ghi đông Pota là hợp kim nhôm cao cấp này, các bác xem còn nguyên, không có bị han dỉ gì gì, gì đâu nhá. Đấy, hàng cực kỳ là chất lượng cao nhá. Hàng, hàng rất là đầm chắc và quan trọng nhất là cái hàng của Nhật Nhật Bản này nó rất là đầm chắc và nó, nó rất là bền nhá. Nó rất là bền thì các bác này, đấy, rất là bền, cực. nó phải nói là các bác xem cái hàng nó rất là bền luôn và cái khung càng của nó này khung càng của nó là hộp kim nhôm đây các bác xem luôn này. đấy nó bị chảy chảy xước một tí cho do quá trình vận chuyển này. cái này chẳng đáng kể đâu nhưng mà những con xe này các bác đi phải nói là nó nó rất là bền luôn rất là đầm chắc luôn các nhá đấy hợp kim nhôm khung càng của nó là hộp kim nhôm thôi nhá và đây nó có cả khỏi tem đây tem và mã số của của nhật này. Này. Chiếc xe nội địa Nhật vâng. Những chiếc xe này thì thực tế mà nói các bác tìm cũng khó khó có lắm. Bây giờ nó không còn nhiều đâu. Nó chỉ lác đác gọi là may mắn lắm thì mới được uh, mới, mới sở hữu được một con thôi. Mới có được một hai con để các bác sử dụng để các bác uh, đi thôi chứ còn thực tế mà nói thì những con nội địa Nhật này nó cũng không còn nó không có nhiều bởi vì ra đến đâu hay là có hàng phát là các bác cái biết cả là nội địa nhật thì nó là xe của của nhật nội địa nhật thì các bác sẽ một là các bác để dùng luôn hai là các bác sẽ bán rất nhanh đấy. rất chất lượng luôn khung về hệ thống của nó là hầu như là nhôm hết các bác nhá hợp kim nhôm cao cấp hết đi nha các bác nhá đấy đây này. vành cũng là hợp kim nhôm Vâng, Và vành cũng là hợp kim nhôm mái ơ hợp kim nhôm tâm này tâm inox này đều phủ nano tĩnh điện hết này các bác xem đều phủ hết nhá Đấy. đây cái phanh tích uh, nô nó còn đang còn quả... cái má phanh này còn đang hàng zin của nó đây đấy hàng zin của tích đây các bác nhá nó zin đét luôn ấy. con này nó, nó, nó là, là 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 ngon đẳng cấp luôn đây phanh sau đây đây phanh sau đây nhá Phanh sau đây nó cũng còn đang là má phanh này nó còn đang gọi là là zin theo xe này. Nó còn đang tích tà rô này các bác này. Đấy, nó là hàng cao cấp, rất là cao cấp, thương hiệu này là đắt tiền đấy. Rất đắt tiền đấy các bác nhé Và cái này nó sử dụng xe này nó sử dụng bộ ba đĩa này. Đây là ba đĩa nhá các bác nhá. Đấy, bác bác xem ba đĩa này. Nó có ba đĩa. Ba đĩa và có cái chắn, có cái chắn này. Đấy, rất là chi tiết nắn nó lót này. Có chắn này. Đấy, đùi đĩa của nó là Shimano này. Đấy, Shimano. Lip của nó là số lip của nó sẽ là khoảng tầm 8. Đây là 8 lip này, 8 lip này các bác này. Đấy, lip của Shimano rất là ngon nhá. 9 lip Shimano rất là ngon này. Đấy, cực kỳ là nhặt luôn này. Và hệ thống RAM này chiếc này là sử dụng uh, bộ đề của nó này. củ đề của nó, cùi đề của nó là SRAM Mỹ này. Các bác biết là SRAM Mỹ này nó rất là nổi tiếng, nó nó sánh uh, tương đương với uh, dòng Shimano của Nhật luôn, Mỹ đấy. Mỹ thậm chí nó còn tốt tốt hơn hơn cả có những bộ SRAM nó còn đắt, đắt hơn cả Nhật cơ. Các bác nhá, nó là hàng đầu thế giới. RAM này, đấy, hệ thống SRAM đây nhá cùi đề xếp các bác đi vô tư đi hàng mỹ cơ mà hàng mỹ nó còn tốt hơn cả hàng nhật cơ hàng mỹ đức nó còn tốt hơn hàng nhật cơ bác nhá đi đi rất trơn tru luôn đi rất trơn tru các bác nhá các bác chỉ được đi thôi còn cái nhông xích cái, cái 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 sen xích này các bác này cái sen xích này đặc biệt là cái sen xích này nó nó cũng gọi là zin của theo xe đấy thì tại vì sen xích này thì các bác cũng biết là ví dụ là đi mà đi mà quãng đường dài thì nó sẽ có những cái um, dão giết à, tại vì xe cổ đời sợ đời hàng nhật bãi này thì nó có những thể nó xích nó, nó đến cái xe của mình đi nó cũng dạo xích nhá thì các bác cũng có thể là thay xích hoặc là cứ để đi cũng được xích này thì nó vẫn sử dụng tốt vẫn, vẫn sử dụng ngon nó chưa dạo đâu dưa chưa, chưa dạo mấy đâu nhưng mà các bác nào mà cần thay cái xích um, Xích khác vào thì các bác thay thôi Còn xích này là các bác đi vô tư đi Cũng vẫn là ngon, rất là ngon Đấy, các bác nhá Hơi bị ngon luôn Đây đôi bê đan còn nhôm của nó đây Còn nguyên vẹn đây Đôi bê đan nguyên vẹn này Các bác này Có phản quang này Các bác nhá Một chiếc xe Hà nội địa Nhật này Nó khác biệt so với những cái xe nó Của Đài Loan Sản xuất xuất Nhật hay là À, Trung Quốc uh, xuất nhật hay là uh, các cái Indo hay là Malaysia xuất nhật nhé các bác nhá, nó là khác biệt đấy, nó là hiếm hí rất là hiếm hiếm có những chiếc xe, các bác sử dụng những chiếc, gặp được những chiếc xe nào mà nó 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 còn ngon như thế này, nó là hàng hàng uh, uh, Made in Japan như thế này nhá, đấy nó rất là đẹp luôn và nó rất là bền vững, rất là bền vững Vâng, đây các bác xem luôn. Airfin nha, Airfin. Airfin Airfin này là hãng xe của Nhật đấy và vâng. xe Nhật đấy Nhật sản xuất đấy Tất cả mọi thứ đều rất là ngon Cái quan trọng nhất là nó không thể được mới như là Không thể được mới như là xe mới được các bác nhá Tại Đấy, nó không thể mới như xe mới nhưng nó đi rất là ngon, đi rất là đầm nhá Đấy, các bác sở hữu những xe này thì ngon Hơi ngon luôn cái này thì có thể thay này. Đấy. Cái này thì nó mòn nó theo thời gian nó sẽ mòn này. Thì thay này. Đấy. Thay này. Cái này thì các bác có thể thay luôn này. Thay luôn được này. Hoặc là các bác cứ để như thế này các bác bọc là thôi. Bọc lại bọc một lớp da nó vào đây thôi. Để các bác đi thôi. Các bác nhá. Hoặc là thay yên mới thay yên mới cũng được. Tại vì những cái này là bằng cao su thì nó không thể 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 như là sắt đá hay là thép thép được các bác nhá. Đấy thì các bác có thể thay này. Đấy. Hoặc là lốp. Lốp này các bác nhé Lốp này đấy lốp. Lốp thì các bác có thể thay nhé Lốp này thì các bác thay nhé tại vì nhiều bác nhiều bác cũng không 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 để ý tại vì lốp thế này thì các bác đi đường là bám đường trực tiếp này. Bám đường trực tiếp như thế này. Thì một một đời lốp xịn của nói, ví dụ là các bác đi khoảng tầm từ 5 đến 7 nghìn là các bác thay thôi. Đấy. 5 đến 7 nghìn cây cây số thì bác các bác thay đấy lốp này là vành 700 x 28 700 x 28 C vành 700 x 28 C các bác nhá đấy. thì lốp bên em có lốp Michelin xịn đấy các bác là uh, À, uh, nào mà cần thì các bác cứ uh, đăng ký à, uh, uh, bên em bên em sẽ gửi tới các bác các cái lốp Michelin xịn cao cấp nhất thế giới lốp này nó quan trọng lắm các bác lốp các bác đi khoảng tầm 5 đến 7.000 là các bác thay cho em nhé Khoảng tầm 7.000 cây là thay được rồi. Đấy nó có chỉ số của nó. Còn về xích này, xên xích này các bác đi các bác thay ví dụ là các bác dạo thì các bác thay nha các bác nha. 3 lần 3 lần thay xích thì là một lần thay lip các bác nhá. 3 lần ba lần thay cái xích này các bác để ý cho ba lần cái thay cái xích này cái xuyên xích này tương đương với một lần các bác thay lít các bác nhé để cho nó vận hành cho nó ngon lành nhé các bác nhé Đấy. chiếc xe này bên em sẽ báo giá đến các bác này là giá sẽ là 10 triệu 500k 10 triệu 500k để gửi đến các bác một chiếc xe này nhé Đấy. 10 triệu 500k và bên em sẽ tặng một chiếc đèn trước này sẽ tặng trước một đèn trước này một chiếc đèn trước này bên em sẽ tặng một chiếc đèn trước uh, uh, khoảng tầm ba trăm rưỡi một cái đèn trước này và sẽ tặng cho bác một cái đèn phản quang sau đèn phản quang sau đây đây nó có cả cái phản quang đây nhưng không phải đèn và một bình nước bình nước treo đây các bác nhé đấy 10 triệu 500 cho chiếc xe này nhá Nhật nhá Và Shimano này Shimano này Đấy. Còn xích Bên em sẽ có xích của xích Nhật đây Xích Nhật đây ạ Và cái này nó 8 8 lít Thì bên em sẽ có xích 8 ấy. Có cả xích 8 đây các bạn nhá Xích 8 đây Xích 8 Nhật đấy ạ Xích 8, xích 9, xích 10, xích 11 có Chiếc này là Cái này là mã này là cái này là mã xích 11 đây. Còn cái này là mã xích uh... Cái này là xích 9 này Xích 8 này Đấy. Xích 8 Đây xích 8 đây Các bác ơi thì uh, xích 8 này thì uh, Xích 8 thì nhỉ? Họ sẽ không uh, nghĩa được nhà máy sản xuất Sẽ khi ký, ký hiệu uh, Ký hiệu nhá thay cho chữ Shimano các bác nhá Đấy thay cho cái kim nâu Xích 9 thì có ký hiệu là Shimano HG bao nhiêu này. Đấy, xích 10, xích 11 có hết nhé các bác nhé. Đây là những cái lô hàng Nhật đây. Lô hàng Nhật Japan này các bác nhé. Đây em sẽ quay trực tiếp cho, cho các bác xem về sen xích. Và báo giá đến các bác là sen xích này thì xích 8 sẽ có giá là 280k. Xích 9 sẽ có giá là 350k. Xích 10 có giá là 450k. Và xích 11 có giá là xích 11 có giá là 600k. và xích 11 một ạ. À. và Xích 11. Thì ở ngoài thị trường có nhiều loại xích các bác nhá. Thì có nhiều loại xích, xích rẻ uh, tiền, xích uh, đắt tiền thì quan trọng các bác là cứ uh, chọn cho mình những sản phẩm nào nó nó tốt, nó chất lượng nhé các bác nhá. Xích này quan trọng lắm. Các bác bỏ ra xích này nó thêm một chút tiền vào các bác chọn được đúng những sản phẩm ở shop chất lượng là các bác yên tâm rồi yên tâm yên tâm các bác nhé xích nhật là yên tâm rồi các bác ạ Đã vâng tiếp tục sẽ xả kho cho các bác xả kho hôm nay sẽ là mũ bảo hiểm xe máy để các bác có thể là tham khảo vào lựa chọn đây ạ xả kho trước mũ bảo hiểm mà đây ạ chiếc này này chiếc này là mã số 16 này mã số 16 này xả kho 480 sẽ xả kho cho các bác đây ạ và 480 các bác nhá em xả kho luôn cho các bác luôn này mũ hàng cực kỳ là chất lượng này, này. xả kho cho các bác còn 420k mũ bảo hiểm xe máy sẽ xả kho cho các bác để thu hồi vốn gốc các bác nhá. Sẽ còn 420k một chiếc mũ này. Rất là chất lượng luôn và rất là đẹp luôn này. Mã số 16, 16 này. 16 nha các bác nhá. Mũ rất đẹp. Có kính. Mũ này rất chất lượng các bác ạ. Và cực kỳ là chất lượng luôn. Rất đẹp luôn. 420k sẽ giảm cho các bác xả kho gốc này để các bác lựa chọn luôn nhá. Đấy, mũ này. Mã số 16 này. Mã số 11 đây. Mã số 11. Mã số 11 590k sẽ xả kho xuống cho các bác với giá là còn 500k các bác nhá. Vâng mã số 11 590 xuống còn 500k thu uh, thu gốc lỗ phải chịu lãi thì không có các bác nhá. Đấy. Ngũ rất chất lượng luôn. 500k mã số 11. Tiếp đến mã số 7 Mã số 7 Màu xanh Đen xanh 590 Mã số 7 Cũng còn 500k Các bạn nhé Đấy Còn 500k Các bạn nhé Thương hiệu của nó là AGU Vâng AGU Có kính hết nha các bạn nhé Đấy Màu xanh Rất đẹp tiếp đến này. Mã số 4 này. Mã số 4 các bác nhá. Mã số 4 này. Đấy. Mã số 4 này. Mã số 4 này. Đây tem bảo hành có hết các bác nhá. Từ 550k. 550k. Xả kho thu gốc còn 500k các bác nhá. Đấy, em thu gốc luôn thu gốc lỗ lãi thế nào thì tùy các anh nhé, em sẽ xả kho thôi. Chiếc giò OAC này, chiếc giò OAC này, mũ dốc này, mũ cao cấp này, cái này là cao cấp nhé các anh nhá. mũ này là mũ đắt tiền đấy, và mũ này là cao cấp. tem này, có tem này, đấy. tem bảo hành luôn. Cái này là được bảo hành tại công ty các bác nhá, công ty của Việt Nam mình luôn nhá. Công ty đây. Bảo hành tại công ty luôn, đây có giấy bảo hành đấy các bác nhá. Đấy. Mã này là 1 triệu 1 triệu 150. Bên em sẽ thu gốc còn một tròn 1 triệu luôn. Mũ này tròn 1 triệu các bác nhá. Đấy, tròn 1 triệu mũ rốc này. Ừ. Mũ đốc tròn 1 triệu nhá các bác nhá. Đấy có cả kính bên trong các bác có cả kính đây các bác nhé đây các bác xem kính nó mở ở đây Đấy, kính hơi bị ngon luôn chiếc này à, giảm từ 1 triệu 150 còn 1 triệu tròn 1 triệu nhé các bác nhé và thu hồi vốn thôi em thu hồi vốn để em à, xả kho thôi bác nào mà yêu thích cái dòng mũ đẳng cấp này thì alo cho em nhé rất đẹp luôn này Đấy, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Mũ này là mũ cao cấp. Đấy. Rất là an toàn. và rất là an toàn các bác nhá. Những cái uh, uh, mũ sản phẩm mũ này phải nói là cực kỳ là đỉnh cao đấy ạ. Đỉnh cao, đỉnh cao của sự an toàn. Các bác cứ uh, <laughs> giữ gìn sức khỏe tốt các bác nhá. Đây ạ, một chiếc mũ này. Mũ này nữa này. Đấy. Một chiếc mũ này là bên em sẽ xả kho để gửi đến các bác đây ạ. Chiếc này là 280k. Lỗ lãi cũng phải em phải chịu nhá. Sẽ giảm xuống cho các bác khoảng còn khoảng tầm hai 2... à cái này 300k. 300k sẽ giảm xuống cho các bác là còn 235k. Đây tầm bằng đồng các bác này bằng đồng Đây, bằng đầu luôn mũ này rất chất lượng xuống còn 235 các bác nhớ mã cho em nhé mã tiền được các bác nhớ mã tiền không mà nhớ, màu mũ cái này nó có cả cái đằng sau đây thì em mới nhớ được Bởi vì em cũng nhiều 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 việc nên em cũng hay quên lắm chiếc này là màu đen này và màu xanh dương này màu đen và màu xanh dương này Đấy. sẽ xả kho từ 550 cái này là mã 1 mã 1 nhá xuống còn uh, cho các bác là tròn 500 Đấy. tròn 500 các à, bác. Vâng. tròn 500 như các bác nhá Đấy. tròn 500 mũ bảo hiểm các bác nhá tiếp đến này Mã này là mã 2. Mã 2 các bác nhá, mã 2 này. Mã này mã 2 là 750, 750. 750 này, màu đen này và cam trắng này, đấy. Đen cam trắng này. 750, bên em sẽ giảm uh, xả kho xuống còn uh, 680 các bác nhá, 680 để để các bác sử dụng nhá. Đấy, có cả kính này các bác này đấy có cả kính nha từ bên trong này. đấy có cả kính nha các bạn nhá đấy sáu bảy trăm năm mươi xuống còn sáu sáu trăm tám mươi các bạn nhá đấy mũ này đẹp các bạn và mũ này đẹp các bạn đi xe máy những mũ này thì rất an toàn luôn đây mũ ôm đầu đây các bạn nhá mũ ôm đầu đây mũ ôm đầu mũ ôm đầu này sẽ gửi đến tất cả các bác với giá là xả kho từ 250 xuống còn chọn 200 vâng. chọn 200 chọn 200 các bác nhé chọn 200 chiếc này nữa màu đen đen sần này cũng chọn 200 vâng. chiếc này chọn 200 các bác nhé vâng. Chiếc này tròn 200 ôm toàn bộ vùng sau gái luôn. Tròn 200 các bác Rất đẹp. Mã này là mã số số 18, mã số 18 này 250 tròn 200 luôn. Xả kho thu gốc luôn các bác nhá. Các bác cứ lấy đi. Sắm cho mình chiếc nhá. hai chiếc này hai chiếc này các bác nhá, hai chiếc này, hai chiếc này thì sẽ xả kho cho các bác còn bốn năm mươi một chiếc, bốn trăm năm mươi một chiếc. Đấy. cái này thì nó rất là phong cách và rất là cá tính, phong cách cá tính. 450 vâng. Đấy. Có tem hết này các bạn AGU nhé các bạn nhé Có 450 các bạn vâng. Tiếp đến này Em xả kho tiếp các bác nhé bên em rất là nhiều sản phẩm gửi đến tất cả các bác này Đấy, giày dép có này Giày này chuẩn bị đến mùa rồi thì các bác nào cần giày thì alo cho em nhé. rất là nhiều phụ kiện xe đạp bên em là tổng kho đại lý to. Phụ kiện xe đạp các bác cứ yên tâm mua hàng cực kỳ là chất lượng và giá thành hợp lý. Vâng, hàng Nhật, Mỹ, Đức. Vâng, rất là chất lượng luôn. Em sẽ xả kho tiếp này. Xả kho này. Xả kho cho các bác... Đây, xả kho cho các bác cái bộ ấy này của dao đi. Em xả kho cho các bác dao nhá. Đây dao để các bác này. Lại xả kho tiếp cho các bác dao luôn. Đây là năng lượng mặt trời Những chiếc ô này bên em xả kho cho các bác với giá là 70k Ô, ô như các bác nhá ô che nắng, che mưa nhé Ô này, 70k này. Đấy. Ô này, ô thông minh Ô thông minh giá rất là hợp lý, 70k này. Đấy. Đấy, các bác bấm này Đấy, ô thông minh Rất là gọn gà Đấy Giá 70k một chiếc ô các bác nhá các bác gấp gọn vào, các bác của phần vào... máy xay này, máy xay thịt các bác nhé, bên em có cả máy xay thịt để gửi đến các bác nhé. mã dao này, mã dao này bên em sẽ gửi gậy dao nhật này các bác này, đây là dao nhật, dao nhật, global dao nhật, một chiếc dao nhật như thế này nó nằm trong cái bộ dao như thế này các bạn nhé nằm trong bộ dao này bên em nó xả kho hết những cái này để em không bán những cái này đấy nhá một cái dao này bên em sẽ gửi đến từ 300k bên em sẽ xả kho cho các bác xuống chỉ còn là 260k 260k giá gốc nha con nhé đấy 260k là chiếc dao đang nhật cả đầu bồn hơi bị sắc luôn các bạn nhé 260 k các bác lên mã thì em theo mã tiền nhé mã tiền em nhớ được kéo này kéo osaka kéo osaka bên em sẽ giảm giá từ 180 k bên em sẽ lấy tròn tròn 150 k các bác nhé cái này hơi bị sắc luôn các bạn này. 150k, tròn 150k, kéo. Kéo này các bác tỉa cây tắt cắt cành vô tư. Tỉa cây cắt cành, tỉa giấy cắt giấy vô tư nhé các anh nhá. Có 150k các bạn. Đây là kìm cắt tôn Kakushi đây kìm cắt tôn capucci này sẽ bên em sẽ gửi đến tất cả các bác kìm cắt tôn capucci này với giá là 150k kìm bấm dây capucci kìm bấm dây capucci này bên em sẽ gửi tới tất cả các bác với giá là 50k 50k các bác nhé 50k 50k cái này là bấm này kéo bấm đây Đấy. kéo này bên em sẽ gửi made in Japan này, này các này. gửi đến các bác là với giá là 50k lỗ em cũng bán và lỗ em cũng bán 50k đây 80k còn 50k lỗ và lỗ cũng bán các bác nhé cho nó gọn kho thì các bạn em nay xả để cho nó gọn kho đi. dao này cái dao này nhật này dao nhật này bên em sẽ gửi đến các bác là 120 k 120 k cho chiếc dao này nhé 120 k 120 k xả khoa bớt cho nó rộng kho các bác nhé cái này là điện âm tường này Giò điện âm tường đây bút dò điện âm tường hàng này là hàng hàng nhật đây Kabushi đây các bạn nhé, Kabushi Bên em sẽ giảm cho các bác Giò điện âm tường Cái này còn 110k 110k là lỗ rồi, cứ 110k cũng được Bên em 110k nhé Bút giò điện âm tường Còn 2 cái Bên em còn 2 cái, 110k Kéo cắt cành 1 này, 2 này, hai này kéo cắt cành này. bên đang còn bốn cái kéo cắt cành còn 4 cái kéo cắt cành còn 4 cái kéo cắt cành này bên em sẽ xả kho cho các bác cái kéo cắt cành này kéo cắt cành tỉa cây này kéo cắt cành tỉa cây này 200 là còn 250k 250k các bác nhé 250k cho kéo cắt cành tỉa cây này tỉa cây công viên này tỉa, tỉa cây vườn này. Thấy không 250 k Còn 4 cái. cái Nên kéo này còn 4 cái cho anh nhá. Đây, cái kéo này còn là kéo này còn 2 cái. Mình là 150k Osaka. Kéo tỉa tỉa cây cả cảnh thỉa cảnh này. Đây. Cái kéo này nha các bác nhá, kéo nào kéo kéo này là bên em sẽ gửi tới tất cả các bác này xả kho lỗ thì xả kho mà lãi thì không có cái kéo này các bác nhá cái kéo to này, bên em sẽ gửi đến tất cả các bác này cái kéo này từ 300 bên em sẽ giảm còn 230 k các bác nhá kéo này 230 k Đấy, kéo này. 230k này cái này còn ba cái cái này còn ba cái này. còn ba cái đấy cái này còn ba cái cái này cắt cành cây cũng được đấy. 230k các bạn nhé 230k này. cưa này các bạn này. cái cưa như cưa cây này các bạn nhé cưa cây này cưa cây này cưa cây này bên em sẽ gửi đến các bác cái cưa này cưa tay này các bác nhá cái cưa tay cưa cây này rất là tiện lợi nha các bác nhá cưa 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 cây cưa tay này Đấy. cưa này cưa rất là xịn luôn các bác nhá các bác xem luôn cưa này sẽ gửi đến các bác tròn 100 Đấy. tròn 100 k các bác nhá tròn 100 k xả kho cho nó rộng kho các bác nhá em xả kho cho nó rộng kho thôi cái sản phẩm mà em không bán nữa cưa này bên em còn đây cưa này bên em còn bốn cái đây Rồi. còn bốn cái này các nhé đấy à đây còn cái này cái này còn đúng một cái còn đúng một cái này cái này là cái này các bác gọi là tua vít Đấy, Tua vít 10 chi tiết nhé Cái này là tua vít 10 chi tiết đây. Đấy, Tua vít 10 chi tiết Cái này là 10 chi tiết này, các, bác này. các bác có thể vặn đồ đạc hay là dụng cụ gì Các bác sử dụng cái này rất là tiện lợi Nó có rất là nhiều 10 chi tiết cơ Nói chung là nó đầy đủ hết các bác nhé Đấy. Tua vít 10 chi tiết này Đây các bác có thể quay như thế này được tu viết bộ tu viết 10 chi tiết này gửi đến tất cả các bác là giá của nó đây còn 150k một bộ này nhá một cái, cái tu vít này 10 chi tiết này có 150k thôi còn mỗi cái các bác nào sử dụng thì các alo cho em Đây là bút bút thủ điện tiếp đến này em xả kho nốt cái cái uh, mấy cái nồi áp suất này đi nha các bác nhá đấy bác nào cần nồi áp suất này thì alo cho em cái nồi những cái nồi áp suất này các bác ninh nó rất là dừ rất là là là, là, là nhanh nhá ninh xương ninh cháo các bác dừ rất là nhanh cái nồi áp suất này bên em sẽ xả kho này nồi này là nồi 2,4 phẩy lít này các bác nồi 2,4 lít đây các anh nhé bên em sẽ xả kho cái nồi này còn 450k đây, đây các bạn xem nồi 2,4 lít này 2,4 lít này 450k còn 450k Đấy. nồi bằng cái này nó bằng à... cái này nó bằng cái gì nhỉ cái này quên tự nhiên thì quên mất thế gang gang các bác nhé nồi bằng gang hai cái nồi nữa các bác này nồi này bằng inox này Đấy, nồi bằng inox này các bác này cũng còn là cũng bằng cũng 450k các bác nhé Đấy, 450k nồi inox nhật Nồi inox nhật 450k Đồng giá hết Chắc khoảng tầm 2,5 lít Nồi 2,5 làm phải Cái này các bạn nhé Nồi này cũng còn 450k Đấy, Nồi này nồi 3 lít này. Nồi 3 lít này các bạn Đấy. Rất là ngon nhé Nồi áp suất Vâng cũng còn 450k Hôm nay em xả kho rất là nhiều sản phẩm luôn như các bác ạ. Đây, xả kho nốt cái này nữa. Cái này còn em còn Cái này còn hai bộ. Hai ba bộ gì đấy. Cái này còn hai ba bộ gì nữa. Đây bộ dao nhá, bộ dao này. Em xả kho nốt bộ dao này. Đây, kéo đây. Cái này các bác dùng thoải mái không bao giờ bị han uh, gì đâu nhá. Mài này dao con gọt này. bác nhà bác nào có nhìn thấy cái bộ này là các bác uh, biết là nhà em xả kho giá rẻ nhé. nhá. râu này, lâu bôn, nhật này. bộ này anh nhà em đang sử dụng cũng mấy năm rồi mà còn Ngon, không bao giờ để cạnh cái bồn nước mà không bị dí vâng. Cái bồn rửa bát ấy, em đổ để cạnh bồn rửa bát không bị gì đâu Các bạn yên tâm, hẳn hơi bị ngon luôn Bộ này 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 6, 6 sửa, 6, 6 chi tiết này Và một cái hộp này là 7 này Sẽ xả kho cho các bác xuống quần 950k 950k các bạn nhá 950k Còn 2-3 bộ gì đấy các bác nào mà cần alo cho em nhé Rất là nhiều sản phẩm bên em xả kho để giá thu hồi vốn để các bác sử dụng thôi Tiếp đến này xả kho cho các bác uh, về phần uh, Tiếp đến uh, xả kho cho các bác về phần uh, ấy nhá phần nồi cơm điện nào nồi cơm điện thì bên em có hai cái có hai nồi cơm điện thì tôi cứ để đây đã thôi, hôm nay em xin phép được xả kho bằng đấy ở à đây em sẽ xả kho thêm giày nữa để các bác sử dụng đây giày dần di các bác giày dần di này thì thôi em sẽ bán hợp lý giá cho các bác cũng không xả kho tại vì cái giày này là nhập nó giá nó rất là cao rồi thì bán giá rất là rẻ rồi các bác nhé Đấy, nhập giá cao bán giá rẻ bởi vì giày này nó rất là chất lượng và rất là đẹp luôn Đấy, giày giày này thì các bác thực tế mà nói thì các bác ạ giày này thì các bác đi đạp xe hay đi bộ nó còn ngon hơn những cái giày khác nó còn bền hơn những cái giày khác đặc biệt là các bác đi kết hợp với những cái bộ dàn di nó rất là đẹp luôn Đấy, nó không bao giờ bị lỗi mốt các bác nhé Đây, các bác xem những đôi giày hay dàn di này Dây rắn di Nó đẹp Nói chung là nó chất lượng cao Đấy. Chất lượng cao các bác nhá Hơi bền luôn Đạp xe hơi bị sướng luôn Đấy. Đế bằng cao su này Rất bền này Bám đường bám trượt Bám đường tốt này Không trơn trượt này Đấy. Leo đồi leo núi tốt này Đạp xe đi bộ dạo công viên tốt này Và nó cũng rất là nhẹ thôi Vâng, giày rất là nhẹ Giày này hơi bền luôn nên giày dày quân đội mà, giày quân ngũ mà. Đôi này bên em sẽ giảm cho các bác xuống còn 410k. Giảm 20k còn 410k. Đấy. Size 3 42 thì em hết rồi nhá các bác nhá. Size 42 hết sạch rồi. Size 42 hết rồi. Chỉ còn size 40 41 thôi các bác nhá. 40 41 thôi. 40, 41 còn size 42 hết này Size 39 không biết họ còn không Size 39 không biết còn cái nào không Để em Size 39 thì chắc lắc đác còn 1, 2 bộ thôi 1, 2 đôi thôi các bác nhá Đấy lắc đác còn 1, 2 đôi thôi Thì các bác cứ alo cho em Giày chất lượng cực kỳ là cao Đây giày Các bác xem cái giày giày hơi bị đẳng cấp luôn này Đấy các bác xem xem đẳng cấp chưa 410k các bác nhá bên em có rất là nhiều sản phẩm mà muốn gửi đến tất cả các bác và vâng. các bác đi vào kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh giúp em vâng em xin cảm ơn các bác các bác chúc các bác luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và gặp nhiều may mắn và vâng. xin cảm ơn các bác